Thân mến chào các em, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục giải Unit 10 trong sách bài tập tiếng Anh 6 nhé. Unit 10, Our Houses in the Future. Bài 10, Nhà của chúng tôi ở trong tương lai. Chúng ta cùng giải phần pronunciation là phần phát âm. Bài số 1, các em sẽ đánh dấu, mark, đánh dấu cho cô những cái âm nhấn, stress là âm nhấn. Sau đó hãy đọc to. Các em nhớ cho cô là đối với danh từ hoặc là tính từ nhé. Như vậy đối với danh từ hoặc là tính từ có hai âm tiết thì chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết số 1. Như vậy áp dụng công thức này chúng ta sẽ có housework là gồm có hai âm house và âm work. Đây là danh từ việc nhà, như vậy chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết số 1 đây, housework. Two, farmer, nông dân, farmer, nhấn vào âm tiết farm. Three, standard, tiêu chuẩn, nhấn vào âm stand, standard. Four, object, 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 vật dụng. Five, busy là một tính từ, có hai âm tiết be và si, chúng ta nhấn vào âm tiết số 1, busy. 6. Homework. Homework. 7. Father. Father. 8. Mountains. Nhấn vào âm mouse. Mountains. 9. Project. Nhấn vào brow. Project. 10. Xinh đẹp. Pretty. Chúng ta nhấn vào âm breed. Pretty. Bài số 2, đọc các câu và gạch dưới những cái từ có hai âm tiết với âm nhấn ở âm tiết đầu tiên, sau đó đánh dấu nhấn vào. 1. The children will have a wireless TV in their future house. Như vậy chúng ta sẽ nhấn vào âm này nhé các em. Đây. Children have wireless future. 2. The robots will help her mother water the flowers. Chúng ta có robot, mother, water và flowers. 3. Her dream house will be a pretty palace in the mountains. Chúng ta có từ pretty. Palace là cung điện. Mountain, núi. 4. There is a garden in front of the villa and a garage at the back of it. Có một cái vườn ở trước villa và một cái xe, cái gara xe ở đằng sau. Chúng ta có từ garden, villa và garage. 5. There will be two bedrooms and one kitchen in the flat. Có hai phòng ngủ và một nhà bếp ở trong căn hộ. Bedrooms và kitchen. 6. He's painting a picture of the island. Cô có painting, picture và island. Cậu ấy đang sơn một bức tranh về hòn đảo. 7. The girl lives in a pretty cottage in the village. Cô gái sống trong một ngôi nhà tranh xinh đẹp ở trong ngôi làng. Pretty cottage và village. Sang bài B là phần về từ vựng và ngữ pháp. Bài số 1 hãy khoanh tròn đáp án khác so với 3 đáp án còn lại. Như vậy chúng ta có 4 đáp án, có một đáp án không nằm trong cùng một nhóm. 1. Cô có apartment là căn hộ. House là nhà. Cottage là nhà tranh nha các em. Nhà lá, nhà tranh.
và factory là nhà máy. Như vậy chúng ta có thể thấy apartment, house và cottage đều có chung, đó là nói về các loại nhà, đúng chưa các em? Chỉ có factory, nhà máy là không cùng thuộc nhóm loại nhà. Như vậy chúng ta chọn câu đi là khác. Số 2, chúng ta có and là và, in là giới từ chỉ bên trong, on là giới từ trên, và at là giới từ ở tại đâu đó. Như vậy chúng ta thấy in, on và at đều chung, đó là nói về giới từ. Chỉ có and là một liên từ, như vậy and không có nằm trong nhóm nhóm giới từ. Như vậy chúng ta chọn câu A. Số 3, chúng ta có kitchen là nhà bếp, window cửa sổ, bedroom là phòng ngủ, và living room là phòng khách. Như vậy chúng ta có kitchen, bedroom và living room cùng một nhóm, nói về các phòng của ngôi nhà. Chỉ có câu B là cửa sổ là không thuộc nhóm. Như vậy chúng ta chọn câu B. Số 4, có computer. Computer là máy vi tính, dishwasher là máy rửa chén, housework là công việc nhà, và washing machine, từ này chúng ta đọc là machine nha các em, washing machine là máy giặt đồ. Như vậy máy tính, máy rửa chén và máy giặt đồ đều là những cái trang thiết bị trong nhà. Chỉ có từ housework là không phải. Chúng ta chọn phương án C, housework. 5. City là thành phố, building là tòa nhà, village là ngôi làng, và countryside là nông thôn. Như vậy chúng ta thấy city, village và country là các loại hình nhà nha các em, các loại hình đô thị. Chỉ có building là khác. Như vậy chúng ta chọn từ building. Ở bài số 2, các em hoàn thành cho cô các câu sau đây, sử dụng những cái từ trong bài số 1 và có được một cái từ đầu tiên đã được hé lộ cho các em. Câu số 1, we live in in the center of Hà Nội. Như vậy chúng ta có, chúng tôi sống trong một cái gì? Như vậy là sống trong một căn hộ. Chúng ta có từ căn hộ là apartment. Số 2, there is a beautiful picture the wall. Như vậy cô có cụm từ the wall, có nghĩa là trên tường nha các em. Trên tường chúng ta có cụm, có từ on the wall. Số 3, they cook and eat meals in their small car. Như vậy chúng ta liên quan tới nấu ăn, liên quan tới bữa ăn, thì nó ở trong cái gì? Đúng rồi, chính là kitchen, trong nhà bếp. Số 4, they have a surf the internet là lướt web nha các em. Có tượng từ surf the internet là lướt web, lướt mạng đó. Mình có một cái gì để lướt mạng nào? Như vậy chúng ta sẽ có một cái computer, một cái máy vi tính, đúng chưa? Computer. 5. My uncle lives in a cottage in there. Chú của tôi thì sống trong một cái ngôi nhà tranh ở trong một cái ngôi làng. Chúng ta có từ village. Chuyển sang bài số 3, các em hoàn thành cho cô những cái câu ở ô chữ sau đây. Chúng ta có từ cross. Cross là ngang, hàng ngang như các em. Và ngược lại, down có nghĩa là hàng dọc. Chúng ta sẽ làm hàng ngang trước nhé. Number 1, in the future, trong tương lai, họ sẽ có một cái gì đó. Learn English là học tiếng Anh. Number 1, đây. Như vậy chúng ta có từ phone là điện thoại. Have a phone. Số 2, they will have a lấp 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 to surf the internet. Họ có cái gì đó để lướt web nào. Number 2, chúng ta có từ were, are, watch. Số 3, she will have a clean dishes without water. Như vậy cái gì để giúp chúng ta có thể rửa chén? Đó chính là
Đúng rồi, máy rửa chén. Như vậy chúng ta có từ dishwasher. Dishwasher. Số 4, they will have a to look after the children. Ok, như vậy các em nhớ cho cô cái cụm từ look after có nghĩa là chăm sóc nhé. Họ sẽ có cái gì để chăm sóc trẻ em? Number 4. Như vậy chúng ta sẽ có từ robot. Họ sẽ có một cái robot để có thể chăm sóc trẻ em. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hàng dọc. Câu số 5, next century. Cô có từ century là trong thế kỷ nữa, thì chúng ta sẽ có một cái gì đó để chúng ta có thể buy food supermarket. Buy food có nghĩa là mua đồ ăn nha các em. Chúng ta có từ buy là mua đồ ăn từ siêu thị. Câu số 5, đây, hàng dọc. Như vậy chúng ta sẽ có từ yes, computer. Chúng ta sẽ có một cái máy tính để giúp chúng ta có thể mua đồ ăn từ chợ là computer. Câu số 6, they will have a blah 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 to watch programs from other planet. Cô có cụm từ planet là hành tinh. Họ sẽ có cái gì đó để xem các chương trình từ những hành tinh khác. Number 6. Chúng ta sẽ có từ television, đúng chưa? Câu số 6 là TV đó. Television. Television. Câu số 7, they will have a to wash and iron. Từ này chúng ta đọc là iron nha các em. Iron có nghĩa là ủi đồ đó. Iron clothes là ủi quần áo. Như vậy chúng ta có cái gì để chúng ta có thể giặt và rửa quần áo? Là quần áo. Number 7. Như vậy chúng ta có từ dish. Washing machine là máy giặt nha các em. Washing. Washing machine. Từ này chúng ta đọc là machine. Machine, máy giặt. Number 4, match, là các em sẽ nối cho cô từ câu số 1 tới câu số 5 tương ứng với 5 đáp án A, B, C, D và E. Các em để ý cho cô các từ hỏi bắt đầu bằng will. Như vậy đây sẽ là câu hỏi yes, trả lời yes hoặc no. Như vậy nhìn vào đáp án, các em có thể thấy đáp án ngay, đó chính là câu C. Họ sẽ sống lâu hơn ở tương lai phải không? Yes, they will. Đúng vậy. Câu số 2, chúng ta có từ hỏi đây là when. When, như vậy when có nghĩa là hỏi về thời gian, một cái mốc thời gian khi nào, đúng chứ các em? Ok, như vậy dựa vào bốn đáp án này, chúng ta sẽ thấy đáp án ở đây chính là next decade. Next decade, next là tiếp theo, decade là thập kỷ. Thập kỷ là tương đương với 10 năm đó chứ em. Trong vòng 10 năm tới đó. Câu số 3, chúng ta có từ hỏi đây là từ how, là như thế nào. Travel. Travel là đi du lịch, moon là mặt trăng. Như vậy đi du lịch trên mặt trăng bằng cách nào? Chúng ta có câu trả lời là by spaceship. Cô có từ spaceship có nghĩa là tàu vũ trụ. Chúng ta sẽ đi bằng tàu vũ trụ. Number 4. Cô có what là cái gì? Cái gì? Help là giúp đỡ. Do housework là làm việc nhà. Cái gì giúp đỡ làm việc nhà? Như vậy câu trả lời của chúng ta sẽ là the robots will. Chính là robots. Câu số 5. Chúng ta có từ hỏi ở đây là từ where. Where là nhằm để hỏi về về một cái nơi nào đó, đúng chưa? Nơi, chốn. Where will they live? Như vậy đáp án của chúng ta, đây là một nơi, đó chính là under the ocean. Cô có từ ocean là đại dương nha các em, ở dưới đại dương. Họ sống ở đâu? Họ sẽ sống ở đại dương.
Tiếp theo, chúng ta qua bài số 5 là Complete the dialogues with will or want. Trong bài này, các em sẽ chọn cho cô một trong hai đáp án. Will có nghĩa là sẽ và want có nghĩa là sẽ không. Want là viết tắt của từ will và từ not nha các em. Will not. Okay. One, what would you like to drink? Bạn muốn uống cái gì? Như vậy chúng ta sẽ chọn từ will. Mình sẽ uống cái gì đó, đúng chưa? Lemonade là nước chanh. I will have a lemonade, please. Three, I'm afraid. Cô có từ afraid là sợ hãi. Mình sợ rằng bạn Linda sẽ không thể nhìn thấy you. Gặp bạn cho tới khi 4 giờ. Oh, in that case, có từ case có nghĩa là trong trường hợp đó thì mình sẽ wait là đợi. Như vậy chúng ta điền từ will, mình sẽ đợi. 3, I'm very worried about, có cụm từ worry about là lo lắng. About là về, lo lắng về cái gì đó. Examination là kỳ thi nha các em. À, kiểm tra đó. Examination. Mình rất là lo lắng về cái bài kiểm tra vào tuần tới. Don't worry, you pass. Cô có từ pass có nghĩa là bạn sẽ vượt qua thôi, đúng chưa? You will pass. Bạn sẽ vượt qua. Look at that dog. Hãy nhìn con chó kìa. Cô có từ dangerous là nguy hiểm. Dangerous, nguy hiểm. Don't worry, đừng lo lắng, nó sẽ hurt. Hurt là làm thương. Nó sẽ không có làm thương bạn đâu, đúng chưa? Như vậy chúng ta điền từ won't là nó sẽ không. It won't hurt you. Câu số 5. It's cold in this room. Trời thì rất là lạnh ở trong phòng này. Is it, phải không? Turn on, tôi có cụm từ turn on là bật. Heater là máy nóng. À, máy sưởi ấm nha các em. Như vậy, mình sẽ bật, đúng không? I will turn on the heater. Mình sẽ bật cái máy sưởi ấm lên. Trong bài số 6, các em hoàn thành cái đoạn hội thoại sử dụng từ will. Và cái gợi ý, chúng ta có từ cues là gợi ý như các em, trong ngoặc. I've got a terrible headache. Terrible là kinh khủng. Headache là đau đầu. Như vậy mình đau đầu kinh khủng, khủng khiếp. Chúng ta sẽ nói là mình sẽ lấy một ít thuốc cho bạn, đúng không? Như vậy cô có từ medicine là thuốc. Các em có thể sử dụng là I phải LL. Đây là viết tắt của cụm từ I và will nha các em. Và chúng ta sẽ đọc là I'll. Ok? I và all. I'll get some medicine. Wait, don't go. Ok, như vậy chúng ta ghi là I will hoặc là I'll stay. I'll stay. I need a new camera. Mình cần một cái camera mới. I will buy hoặc là I'll buy. I don't know how to use this computer. Mình không biết cách sử dụng cái máy vi tính này. Như vậy mình sẽ nói là mình sẽ chỉ cho bạn. I will show you. Please remember to turn off the light. Cô có cụm từ turn off là tắt trước khi rời đi. Okay, I will not forget. Mình sẽ không quên đâu. Bài số 7 chọn cho cô đáp án đúng ở trong ngoặc nha các em. Như vậy cô có từ might. Có nghĩa là có thể nhé. Might. Or can not là không thể. Must là phải. Or okay, should
là nên. Như vậy chúng ta có và might này là quá khứ nha các em. Cái từ might này là động từ quá khứ. Các em nhớ cho cô. Rồi câu số 1, Linh, might must be on time. Cô có cụm từ ở đây là on time. Linh phải đến đúng giờ. À, có từ guess là mình đoán. Đoán như vậy thì... Rồi, như vậy ở đây có từ đoán thì chúng ta sẽ dùng từ might là có thể, đúng chưa các em? Không chắc chắn lắm, chúng ta dùng từ might. Câu số 2, I attend our class contest next Saturday, but I'll try my best. Cô có các cụm từ sau đây nhé. Attend, contest và try my best. Attend là tham gia. Contest là cuộc thi. Contest là cuộc thi. Và try my best có nghĩa là cố gắng hết sức. Như vậy, mình không thể tham gia cái cuộc thi tiếng Anh vào sắp tới, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ chọn từ I cannot. Cannot là không thể, còn might not là có thể không. Như vậy là mình có thể không, đúng chưa các em? Mình có thể là sẽ không tham gia, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Câu số 3, he practices running every morning. Chúng ta có cụm từ practice là luyện tập. Cậu ấy luyện tập chạy mỗi buổi sáng. Mình nghĩ rằng cậu ấy có lẽ, đúng chưa, có thể là sẽ trở thành một cái vận động viên chạy chuyên nghiệp vào một ngày nào đó. Như vậy chúng ta dùng từ might. Câu số 4, her family moved to the city, but I'm still not sure. Not sure là không chắc chắn. Như vậy đây chỉ sự có thể xảy ra. Gia đình của cô ấy có thể thôi, đúng chưa? Có thể là sẽ di chuyển tới thành phố, nhưng mà mình không có chắc chắn điều đó. Câu số 5, we might find aliens. Cô có từ alien có nghĩa là người ngoài hành tinh. Chúng ta có thể là tìm thấy được những người ngoài hành tinh trên trái đất vào một ngày nào đó, nhưng mà tôi chắc chắn rằng họ sẽ không nói ngôn ngữ của chúng ta. Như vậy chúng ta dùng từ might là có thể. C là speaking. Chúng ta cùng chuyển sang phần nói. Chọn cho cô từ câu A tới câu D để hoàn thành cuộc hội thoại. Sau đó hãy thực hành cùng với bạn của mình. What type of house will you live in the future? Cô có cụm từ là type of house, có nghĩa là loại nhà nào đó mà bạn sẽ sống trong tương lai. Như vậy chúng ta sẽ chọn loại nhà ở đây chính là floating house. Floating có nghĩa là nhà nổi như các em. Nhà nổi trên mặt nước. Như vậy đáp án của chúng ta ở đây sẽ là câu B. Where will the house be? Chúng ta có từ where là chỉ một cái vị trí, nơi chốn nào đó. Như vậy trong các câu sau đây, chúng ta thấy là câu nào chỉ vị trí nào? Đúng rồi, đó là ocean, là biển, ở biển, đúng chưa? Chúng ta chọn câu D. What will there be around the house? Cô có cụm từ around the house. Around có nghĩa là xung quanh nhà. Cái gì ở xung quanh, có xung quanh nhà. Đó, như vậy chúng ta ở xung quanh thì sẽ có cái gì đây? Đúng rồi, chúng ta có là gardens, có vườn ở xung quanh nè. Và vườn đó thì nó sẽ nổi trên mặt nước. Như vậy, câu số 3 chúng ta còn câu C. What will you have in your house? What là cái gì nè? Have là có. Your house là trong nhà. Như vậy có cái gì ở trong nhà? Chúng ta có robots để cook meals. Cook meal có nghĩa là nấu đồ ăn nha các em. Chúng ta chọn câu A. Bài số 2, answer the questions. Hãy trả lời các câu hỏi về nhà của bạn muốn sống trong tương lai. Như vậy dựa vào đây các em sẽ trả lời cho cô nhé.
What type of house will it be? Là nó. À, cái kiểu nhà mà các em thích đó là kiểu nhà nào? Như vậy cô có một vài loại nhà như là floating house, hay là các em muốn ở villa, đúng chưa? Villa, hoặc là các em muốn ở flat là căn hộ, hoặc là palace là cung điện, tùy các em chọn nhé. Where là ở đâu đó. Theo các em thì nó muốn in the ocean, ở đại dương, hay là in the mountain, hay là muốn ở trên núi, hay là in a village, hay là ở trong một cái ngôi làng, hoặc là in a city. Cái này tùy các em. What it look like, nó trông như thế nào. Các em muốn nó hiện đại là modern, hay là ancient là cổ xưa, a large là rộng, hay là các em muốn nó nhỏ nhỏ thôi, tùy các em. How many rooms, how many có nghĩa là bao nhiêu phòng. Các em thích cái nhà của các em có bao nhiêu phòng. What will there around the house, theo các em xung quanh của các em thì muốn có cái gì. Các em muốn có garden là vườn, hay là các em muốn có hồ nước xung quanh, lakes, hay là tree, cây, hoặc là flowers là hoa, tùy các em. Appliance, cô có từ appliance là các trang thiết bị ở trong nhà. Trang thiết bị các em nhà trong có, muốn có cái gì, ví dụ như là robot, TV, hay là washing machine, ok, hay là dishwasher, tùy các em nhé. Bài số 3, hãy kể cho bạn nghe về cái ngôi nhà mà bạn sẽ ở sống trong tương lai, sử dụng những cái câu trả lời của câu 2. Như vậy là bằng cách trả lời các cái câu ở bài số 2, các em sẽ nói lại cho các bạn nghe về cái ngôi nhà mơ ước của các em. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần reading là phần đọc, hoàn thành cái đoạn sau đây với những cái từ ở trong khung. Cô có từ have là có, contact là liên lạc, enjoy là thưởng thức, want là sẽ không, và for là 4. I have a dream of having my own flat. My own flat là cái căn hộ riêng nha các em. À, mình mong muốn có, ước mơ là sẽ có một cái căn hộ riêng của chính mình. It will be the center of the city. Nó sẽ nằm ở trung tâm của thành phố. There will be rooms in it. Như vậy là có cái gì đó. Bạn liệt kê ra nè: living room, bedroom, bathroom và kitchen. 1, 2, 3, 4. Như vậy là có 4 cái phòng, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ điền từ 4 ở đây là 4. I'll a big TV and a DVD player in my bedroom. Chúng ta có từ DVD player là máy đĩa nghe nhạc nha các em, và một cái TV lớn ở trong phòng. Như vậy là mình sẽ có, đúng chưa? I have. Chúng sẽ giúp tôi relax là thư giãn. Và cái gì? Cuộc sống. Đúng rồi, to relax and enjoy life. Enjoy là thưởng thức cuộc sống. Mình sẽ có một cái laptop để làm cái gì với bạn? Như vậy là laptop thì sẽ để liên lạc với bạn của mình. Contact with my friends. Các em nhớ là cái từ contact này sẽ đi với giới từ with nhé. Đó. My flat will be on the top floor and there. Top floor là nằm trên cái mái nha, cái tầng đỉnh á. Đó, cái tầng đỉnh. Và there. There won't be, đúng không? Và sẽ không có neighbors là sẽ không có hàng xóm làm phiền đó các em. So it will be okay to play loud music. Và nó sẽ rất là okay nếu như mình có thể chơi được những cái bài nhạc to mà không làm ảnh hưởng tới neighbors là tới hàng xóm. Bài số 2, các em sẽ đọc lại đoạn hội thoại và viết câu trả lời cho cô. Đây là những cái từ quan trọng mà cô sẽ dịch trước nha. Câu số 1, type of house là kiểu nhà nào. Như vậy là flat, đúng chưa nào? Đó chính là căn hộ. Như vậy chúng ta sẽ ghi đáp án là it will be a flat. Where là nó nằm ở đâu nhé các em? Where will it be là nó sẽ nằm ở đâu?
It will be ở trung tâm thành phố đúng chưa? It will be in the center of the city. How many rooms? Như vậy là có 4 phòng đúng chưa các em? 4 rooms. Đó, các em có thể liệt kê ra nhé. Cái gì sẽ có ở trong cái bedroom? Trong bedroom thì sẽ có là a big TV đúng chưa? And a DVD player. DVD player. Why? Tại sao? Họ hỏi why thì chúng ta phải trả lời là because nhé các em. Because. Đây, because. Tại sao sẽ ok khi mà chơi chơi nhạc lớn? Because the flat. Bởi vì cái căn hộ nằm ở trên top và sẽ không có hàng xóm đúng chưa? Will be the top floor and there won't be any neighbors. The flat will be on the top floor and there won't be any neighbor. Và sẽ không có hàng xóm nào hết. Bài số 3, các em đọc đoạn đối thoại, chọn đáp án A, B, C, D. Cái mà không đúng. We won't have. Chúng tôi sẽ không có cái gì. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc nhé. In the future, trong tương lai, we will live in amazing new houses. Chúng ta có từ amazing là chúng ta sẽ sống trong một cái nhà mới rất là tuyệt vời. Nhà của chúng ta sẽ sử dụng mặt trời nhé các em. Use là sử dụng, sun là mặt trời, hoặc là wind là gió. To make electricity, để tạo ra điện. We won't use cookers. Mình sẽ không sử dụng cái nồi cơm, máy rửa chén và máy giặt bởi vì robot sẽ giúp đỡ chúng tôi. Được chưa? We will have robots to cook our dinner. Mình sẽ có nhờ cái robot nấu ăn tối và giặt giũ quần áo. Như vậy câu số 1, we won't have, chúng ta không có cái gì? Cookers, robot, TV hay là the computers. Rồi, như vậy chúng ta chọn đáp án nào sai nhé các em? Câu số 1 nè, sai ở đây chính là robot đúng chưa? Họ cần robot. Đó, như vậy câu B là bị sai nhé các em. Đề yêu cầu chọn câu sai nhé. That's not true. Như vậy câu B là sai. Robot will help us to làm gì? Cook dinner có đúng chưa? Trong bài có đề cập. Surf the internet là không có. Wash our clothes có. Look after our children. Đây, robot look our children. Như vậy là câu ở đây chính là câu B đúng chưa? Robot sẽ không giúp lướt internet. Như vậy chúng ta chọn câu B. Số 3, chúng ta sẽ có special remote control unit 2. Các em coi thử là có cái máy điều khiển đặc biệt này để làm cái gì? Surf the internet, lướt web, send and receive email, gửi và nhận email, order food có nghĩa là gọi món ăn, và look after our children là chăm sóc trẻ em. Chúng ta cùng coi special computers. Đây, special remote unit đây. Chúng có thể làm gì? Surf the internet nè, send receive email nè, order food nè, đúng chưa? Như vậy câu sai ở đây chính là câu số câu D đúng chưa? Không có look after our children. Number 4, our watches will. Chúng ta đề cập tới đồng hồ. Làm cái gì đây? Make electricity là tạo ra điện, chơi nhạc, chụp hình hay là nói về thời gian. Chúng ta cùng tìm hiểu xem. Watch ở đây, watch đúng chưa? Như vậy là nó có play music nè, nó có take picture nè, nó có tell the time. Play music, picture và tell the times.
Như vậy là nó không có cái make electricity, nó không có tạo ra điện. Như vậy câu A là sai. Cars, xe ô tô thì như thế nào? Xe ô tô sẽ sử dụng năng lượng từ cái gì? Chúng ta có từ energy là năng lượng. From là từ. Chúng ta có water, air, wind và plants. Bây giờ chúng ta tìm cái từ từ car. Đây, our car đây. Đây, air, water, plant. Có đúng chưa? Air, water, plant. Như vậy là wind là không có. Như vậy chúng ta chọn từ từ C là wind. Chúng ta chuyển sang phần viết. Complete the table using appropriate words, phrases in the box. Các em hoàn thành cho cô cái bảng sau đây. Phân loại cho cô. Như vậy cô có type of house là loại nhà nè. Location là vị trí nằm ở đâu nè. Surrounding là xung quanh nó có cái gì nè. Appliance, như vậy là trang thiết bị nè. Trang thiết bị ở trong nhà, chưa? Rồi. In the city là trong thành phố. Apartment là căn hộ. Wireless TV là thiết bị đúng chưa? TV không dây. View of city, view là nhìn. Có thể nhìn thấy được thành phố, có thể nhìn thấy được thành phố. Brick house là nhà ngói như các em, brick là nhà ngói. View là có thể nhìn được những cái cây. Rồi smartphone là điện thoại thông minh. In the countryside là ở nông thôn. Vị trí là ở vùng nông thôn. Modern DVD player là cái máy nghe DVD hiện đại. Rồi view, see có nghĩa là view có thể nhìn được thấy biển nè. Đó, in the mountain là ở trên núi nè. Và cottage có nghĩa là nhà tranh. Rồi, ok. Phân loại nhà như vậy cô sẽ có căn hộ đúng chưa? Apartment. Apartment là một nè. Rồi cô có brick house là nhà ngói nè. Cô có cottage nè, là nhà tranh. Location, vị trí. Cô có in the city, một là ở thành phố. Hai là ở ở đâu đây? À, in the countryside. Hai là ở vùng nông thôn. Ba là ở trên núi, in the mountain. Surrounding, xung quanh sẽ có cái gì? Xung quanh sẽ có thể nhìn thấy view đúng chưa? View của thành phố nè. Hoặc là view nhìn thấy những cái cây nè. Rồi hoặc là view biển nè. View of the sea nè. Rồi trang thiết bị của chúng ta thì bao gồm là wireless TV nè. TV không dây nè. Có smartphone nè. Đó, có modern DVD player nè. Chưa? Yeah. Rồi, xong. Bài số 2, các em hoàn thành về cái nhà mơ ước của các em. À, như vậy các em sẽ dựa vào cái bảng cũ này. Các em sẽ chọn cho cô loại nhà mà các em yêu thích, vị trí nằm ở đâu, xung quanh sẽ có gì và những trang thiết bị nào có ở trong nhà nhé. Bài 3 là các em sẽ viết cho cô một cái đoạn văn khoảng 50 từ nói về cái ngôi nhà mơ ước của các em. À, các em có thể sử dụng thông tin ở bài số 2. Rồi, và đây sẽ là một cái bài mẫu các em có thể tham khảo nha các em. Ok, như vậy là bài của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Bạn nào chưa đăng ký kênh cô thì hãy bấm đăng ký để chúng ta có thể tiếp tục giải bài tiếp theo nhé. Goodbye!